cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình hãy bấm đăng ký và bấm vào cái chuông để cập nhật tin mới nhất à, quý vị quay trở lại xin kính chào tất cả quý vị anh chị em đang theo dõi diễn đàn của quy từ trên facebook và quý vị anh chị em đang theo dõi diễn đàn của quy từ trên youtube n 10tv à, trước khi mình đi vào điểm tin những cái bản tin của việt nam giống như cái phần bình luận của quy thì cái livestream đầu tiên quy xin lượt qua một vài cái tin thế giới đáng chú ý và đặc biệt là cập nhật tiếp cái tình hình thương chiến giữa mỹ và trung cộng giống như cái vấn đề là giữa canada và trung quốc hiện tại bây giờ vẫn cái vụ mà hủ quầy nó vẫn còn đang tiếp tục lời qua và tiến lại và nói một cách bình dân nhất là hai bên vẫn còn đang khẩu chiến À, trước khi đi vào à, bình luận những cái chi tiết, những cái tin tức Thì có một cái tin liên quan đến Việt Nam Thì à, hôm nay à, cái bản phúc trình hàng năm của à, tổ chức theo dõi nhân quyền Tức là Human Rights Watch á, Thì à, trong ngày hôm nay thì họ mới đưa lên một cái bài Tức là cái này là cái phúc trình hàng năm của Human Rights Watch Và cái này là cái trang này nó đưa lên bằng tiếng Việt Thì à, quý vị có thể đọc cái tin này Việt Nam đang gia tăng đàn áp nhân quyền và nhà nước đang đàn áp những cái uh, hạn chế thực hành cái quyền tự do cơ bản. Thì ở trong cái trang này um, họ tường thuật uh, Human Rights Watch thì họ cũng có lượt qua uh, um, bản phúc trình toàn cầu năm 2019 uh, thì uh, Việt Nam so với năm 2018 thì Việt Nam đang gia tăng đàn áp cái hệ có hệ thống luôn các quyền dân sự và chính trị cơ bản và họ liệt kê rằng á cái chính sách mà đàn áp của uh, nhà cầm quyền uh, Việt Nam uh, thì họ human rights Watch đó, họ nhận định đó là chính phủ Việt Nam là xâm phạm các quyền dân sự và chính trị quyền tự do biểu đạt quyền tự do báo chí quyền tiếp cận thông tin quyền tự do lập hội lập nhóm quyền tự do thực hành tôn giáo và Việt Nam cũng đang bỏ tù nặng hơn những người bất đồng chính kiến và ban hành một cái luật an ninh mạng là hà khắc và bớt nghẹt. Thêm nữa cái quyền tự do tức là năm 2019 này à, cái người dân Việt Nam bị bóp bóp cổ nói nói theo kiểu bình dân á tức là bớp, bị bóp thêm một lần nữa đó nó 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 còn mạnh hơn nữa và chính quyền Việt Nam không cho báo chí tư nhân hoạt động Ngoài ra còn cấm thành lập các tổ chức nhân quyền, công đoàn độc lập và các nhóm chính trị. Và trong cái bản báo cáo thì họ liệt kê những cái điều đó. Và và kể cả những cái người mà dám đặt câu hỏi về các dự án, về các chính sách của chính phủ hoặc là tìm cách để bảo vệ đất đai một cách chính đáng, tài nguyên hoặc là những cái nhà báo mà họ nêu lên những cái vấn đề tiêu cực trong xã hội, họ đưa ra những cái vụ án tham nhũng đó thì họ bị theo dõi bị tước cái quyền đi lại và uh, quản thúc tại gia giam giữ tùy tiện và thậm chí là bị thẩm vấn mà uh, không không có thông qua bất kỳ một cái thủ tục pháp luật nào hết đó uh, và trong cái phúc trình của human Rights Watch thì họ còn có nói đó là côn đồ là dường như là hợp tác với công an trong các vụ đàn áp các nhà hoạt động và cái hệ thống công an cảnh sát đó là à, bắt những cái người bất đồng chính kiến và có những cái cuộc thẩm vấn để mà tra tấn tinh thần giam giữ à, người ta trong vòng nhiều tháng không cho gặp gia đình và thậm chí là không có cho tiếp cận với lại luật sư hoặc là những cái phương tiện để tư vấn pháp lý thì à, và các tòa án của nhà cầm quyền Việt Nam đó thì chỉ đạo để ra các bản án trong các vụ án chính trị và kết tội những cái người bất đồng chính kiến ngày càng nặng hơn. Và báo cáo nhân quyền họ cũng đề cập đến vấn đề là ông chủ tịch nước Trần Đại Quang qua đời. Sau đó đó đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục bầu ông Nguyễn Phú Trọng lên. Hợp nhất hai chức danh chủ tịch nước và tổng bí thư. Thì ở trong bản phúc trình họ cũng có nhắc lại là 12 người bất đồng chính kiến của Việt Nam bị bỏ tù năm 2018. Với cái tội danh mà nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam À, đặt ra đó nó là tuyên truyền chống nhà nước ngoài ra thì ở trong cái báo cáo này đề cập đến những cái vụ tấn công người bất đồng chính kiến như là ném gạch nè rồi ném pháo nổ nè vào các nhà à, giống như là họ có nêu ra là ném đá với lại ném những cái vật liệu cháy nổ tự chế vô trong nhà của nhà hoạt động độc lập nguyễn thị minh hạnh nè rồi không cấp hộ chiếu cho luật sư Lê Công Định nè, tạm giữ tiến sĩ Nguyễn Quang A trong nhiều giờ và ngăn cản ông Nguyễn Quang A trên đường đi đến uh, Úc. Rồi uh, Human Rights Watch cũng nói rằng là một số quốc gia hợp tác đầu tư vào trong Việt Nam như là Trung Quốc và Mỹ và Human Rights Watch họ cũng đưa cái yếu tố đó tức là người nhà đầu tư của Trung Quốc và Mỹ đó khi đầu tư vào Việt Nam đó không phớt lờ, không có nhắc đến các yếu tố về nhân quyền. Chẳng hạn như Trung Quốc đó, là bị cáo buộc là thực hiện những chính sách đàn áp những cái quyền giống như là tức là Trung Quốc có cái cái chính sách đàn áp con người giống như Việt Nam. Trong khi đó thì Hoa Kỳ vẫn tiếp tục thúc đẩy quan hệ quân sự với lại Việt Nam bất chấp là chính quyền nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam là vi phạm về nhân quyền và Nhật Bản ở trong human trong cái báo cáo cái phúc trình của Human Rights Watch thì họ cũng nói đến cái vấn đề là Nhật là một trong những cái quốc gia tài trợ các khoản vay vốn cho Việt Nam trong suốt một cái thời gian rất là dài nhưng mà Nhật Bản không có lên tiếng về vấn đề đàn áp nhân quyền ở tại Việt Nam ngày càng tăng lên và ngay cả đến nước Úc Human Rights họ cũng đề cập đến là nước Úc khi mà ký cái quan hệ uh, đối hợp tác song phương với Việt Nam đó năm 2018 đó thì cũng không có đề cập đến vấn đề nhân quyền tại Việt Nam tức là trên trong cái bản phúc trình về nhân quyền đó và sắp tới đây thì uh, uh, Việt Nam sẽ phải báo cáo về cái vấn đề nhân quyền ở tại Geneva Thị Sĩ thì um, ở trong một vài cái thông tin ở trên hải ngoại đăng lên giống như BBC họ cũng có đề cập đến là văn phòng của thượng nghị sĩ Ngô Thanh Hải tại Canada đã đưa ra một cái thông cáo báo chí cho hay là Việt Nam sẽ phải báo cáo nhân quyền phổ quát định kỳ ở tại Geneva uh, Thụy Sĩ thì uh, trong trong cái phổ quát uh, cái báo cáo mà phổ quát về nhân quyền định kỳ á của năm 2014 đó thì phía Đảng Cộng sản Việt Nam đã thẳng tay đàn áp luôn những cái những cái quyền giống như là quyền diễn đạt và những cái phê bình khi mà người dân người ta phê bình chính phủ ở trên mạng xã hội đó thì trong cái việc này đó nó đòi hỏi Canada phải hối thúc Việt Nam phải có hành động chứng minh có tiến bộ về nhân quyền trong những phạm vi như là chống tra tấn, quỷ bỏ luật an ninh mạng, tự do ngôn luận, thả tự do cho các nhà hoạt động dân chủ. Và trong cái thông cáo này nó được công bố là trong cái sự kiện mà Việt Nam Sẽ có cái đánh giá định kỳ toàn cầu nó gọi là UPR trước Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc Vào ngày 22 tháng 1 à, Tức là ngày hôm nay là chắc là bên Việt Nam là 21 rồi Thì là ngày 22 tháng 1 2019 Thì à, ông Thượng nghị sĩ Ngô Thanh Hải đó à, Khi mà ông đưa ra cái thông cáo này đó, thì ông cũng có một cái vấn đề Tức là ông hối thúc cái chính quyền phía Canada là phải uh, nhấn mạnh hơn nữa về cái vấn đề nhân quyền của việt nam và quý vị anh cũng biết là thượng nghị sĩ ngô thanh hải là thượng nghị sĩ thuộc đảng bảo thủ ở tại canada đó ông đại diện cho bang uh, ontario uh, tức là một trong những thượng nghị sĩ người việt uh, là đại diện cho, cho bang on, ontario uh, đó là cái báo cáo mà về nhân quyền tức là quy luật sơ qua cho quý vị thấy là cái phúc trình uh, hàng năm À, thuốc phúc trình năm 2019 của tổ chức theo dõi nhân quyền thì họ có nêu ra một số vấn đề về nhân quyền của Việt Nam và họ nhấn mạnh một cái điều rằng là càng ngày Việt Nam càng bóp nghẹt tự do ngôn luận và gia tăng đàn áp à, càng ngày càng nhiều hơn đó là cái bản tin thứ nhất và đó là quốc tế nói về Việt Nam và trong một cái động thái mới đây nhất thì là Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc Trước khi đi đến à, diễn đàn kinh tế thế giới Davos ở tại à, Thụy Sĩ, thì à, ông Nguyễn Xuân Phúc có một cái cái, à, cái buổi phỏng vấn với lại cái hãng tin Bloomberg. Thì trong ngày hôm nay, thì Quy có đọc ở trên hãng tin Bloomberg đó, thì à, trên Bloomberg nó có đưa cái vấn đề là, à, nó chụp nó chụp cái tấm hình Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đẹp trai lắm. Quy khoái cái tấm hình này dễ sợ luôn á, đứng giữa hai cái đèn á à, quý vị anh chị em có thể đọc ở trên cái tờ Bloomberg đó thì họ có đưa ra đó là Việt Nam Việt Nam là cái một trong những cái quốc gia mà gọi là an toàn ở trong cái vấn đề thương chiến thấy không cái bản tin Bloomberg có đưa tin lên chụp cái hình Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc rất là đẹp trai đứng giữa hai cái đèn cười cười đó thì à, hãng tin Bloomberg phỏng vấn Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thì ở trong cái bản tin này thì họ có đưa cái vấn đề à, tức là à, Việt Nam á, hiện tại bây giờ là trong cái bài phát biểu của ông Phúc à, đưa ra thì Việt Nam là một cái một cái nơi an toàn để cho các nhà đầu tư nó giống như một cái hình thức mà giống như quý vị nhớ là cách đây khoảng chừng 2-3 tháng á, thì à, ở trên tờ sao cho Morning post và cách đây 3 tháng trước á, là trên cái livestream của quy ở trên là 10 tv quy có nói là ngư ông đắc lợi lợi dụng sương mù quăng lựu đạn đại khái là châu bò đánh nhau rồi mũi chết à nó cái cái nó không lợi dụng sương mù quăng lựu đạn đó là ngư ông đắc lợi tức là hai bên đánh nhau với không thì việt nam ở đông ở đang ở đứng ở trong cái thế nó gọi là à, tọ sơn quang hổ đấu tức là đứng ở trên núi mà dòm long hổ đó, tức là cọp với rồng đánh nhau việt nam đứng ở trên này thì việt nam đang ở trong cái hướng lợi thế đó như vậy thì từ cái vấn đề mà à, cái căng thẳng ở trên biển đông ra thì ngoài ra thì cái cái họ cũng đánh giá việt nam nhưng mà ở đây đúng là giống như là cái những cái dự đoán của chúng ta thì ở trên cái bài trên cái bản tin của Bloomberg đưa tin lên nó thì cũng đem cái samsung ra à ok cũng xem samsung à thủ tướng nguyễn xuân phúc khoái samsung lắm cũng cứ báo cáo là samsung tại vì samsung, samsung á cái thu nhập riêng của Samsung á, Samsung của Việt Nam á, là đến 1 phần 4 GDP luôn Nên thành ra là cần phải tân bốc đến Việt Nam mình là gọi như là giống như là số hưởng á Thật sự là như vậy đó Nhưng mà không biết rằng cái chính sách sắp tới của Việt Nam Và trong cái vấn đề ở đây đó nó có nhắc lại một cái vấn đề là Ờ, uh, trong cái cuộc thương chiến này đó Thì ở trong cái bài trả lời phỏng vấn á Thì uh, họ có nói đến cái vấn đề Tức là Việt Nam sẽ nhập hàng của Mỹ nhiều hơn là để lấy lòng của Tổng thống Donald Trump. Thì tại sao nó có cái vấn đề này? Là bởi vì hồi tháng 3 năm 2017, à, lúc mà Tổng thống Donald Trump ban hành một cái xác lệnh hành pháp đó, yêu cầu một cái báo cáo, tức là Tổng thống Donald Trump yêu cầu có một cái báo cáo điều tra Việt Nam, ở trong đó có Việt Nam và 15 cái quốc gia khác liên quan đến cái tình trạng mà thâm hụt thương mại với Mỹ, thì cái nguy cơ đó hiện tại bây giờ trong cái đà mà thương chiến này đó, thứ nhất là về đang điều tra về nhôm thép của Việt Nam, thứ hai là uh, Mỹ sẽ rà soát lại cái vấn đề là có cho Việt Nam hưởng lợi quá nhiều hay không, hoặc là họ muốn coi lại cái cái cái, cái những cái mặt hàng giữa xuất nhập của Việt Nam nó có tương ứng với cái 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 cái, cái thị trường à, đối với Mỹ hay không thì à, uh, trả lời ở trên cái hãng tin Bloomberg thì Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói rằng à, là Việt Nam phải đã hợp tác rất là tốt với lại Mỹ trong những cái phát triển giống như kinh tế và thương mại luôn và trong cái bài này thì họ có chích lại lời của tò, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc là chúng tôi Lời của tổng thống của của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đó, là chúng tôi nhắm mục tiêu là đạt được sự cân bằng thương mại nhiều hơn với Mỹ. Và uh, họ mới nói rằng là Việt Nam uh, ông Phúc họ mới nói là Việt Nam đã mua 150 máy bay Boeing cũng như các sản phẩm của General Electric và um, các công ty dầu thì uh, Việt Nam có mua có tức là mua những cái hàng hóa về dầu dầu khí của Mỹ nhưng mà không có nhắc đến cái tên là là những cái 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 mặt hàng nào và ở trong này thì nó có nhấn mạnh là cái lời của ông phúc mới nói là các cái 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 thương vụ khi mà Việt Nam mua máy bay mua những cái đồ điện tử của Mỹ và tăng cường trong cái vấn đề nhập à, những cái mặt hàng về dầu khí đó, thì cái điều đó nó sẽ giúp cân bằng hơn về thương mại và thúc đẩy phát triển thì cái cái thâm thục thương mại giữa Mỹ với Việt Nam đó nó lên tới khoảng chừng 33 tỷ đô trong 10 tháng đầu năm 2018 và Việt Nam đứng thứ sáu ở trong danh sách những nước có tỷ lệ thâm thục thương mại với Mỹ cao tức là Việt Nam chỉ có đứng sau Trung Quốc Mỹ, Mỹ Tây Cơ Đức Canada và Nhật và trong cái này thì họ có nhắc lại là trong cái chuyến đi đến Mỹ tức là trong cái chuyến công du đến Mỹ của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đó um, vào tháng 5 2017 thì Tổng thống Donald Trump cũng có nhấn mạnh về vấn đề giao thương và thâm, cái thâm thuộc thương mại lớn đối với Việt Nam và ông Donald Trump có nói một cái câu như thế này tức là ông Donald Trump muốn rằng là cái sớm cái cán cân thương mại á, được cân bằng trở lại nhiều hơn và chúng ta cũng biết là sau sau cái cái, cái chuyến thăm vào tháng 11 2017 của ông Donald Trump á, thì lúc đó tổng thống Donald Trump cũng có thúc giục là Việt Nam phải mua nhiều hàng hóa của Mỹ hơn trong đó có cả vấn đề vũ khí nữa tức là hiện tại bây giờ đó à, người ta lật lại thì khi mà quy đọc lại một vài tờ báo quý vị anh chị em biết không cái yếu tố đó khi mà đời của tổng thống Barack Obama đã à, có cái sự chấp thuận cho Việt Nam mua vũ khí nhưng mà đó đến khi đã chịu đã đồng ý bán vũ khí cho Việt Nam thì khi mà ông Nguyễn Phú Trọng lên làm kim hai chức vụ vừa chủ vừa bí tức là chủ tịch và bí thư thì ông Nguyễn Phú Trọng lại không chọn nước Mỹ là cái nước để mua vũ khí mà lại chạy qua bên ông nga và sau đó thì nó lại lòi ra một cái vấn đề nữa đó là tức là những cái những cái người đàm phán của phía bộ quốc phòng của quân đội nhân dân Việt Nam đó khi mà đến nước Mỹ đàm phán các vấn đề mua vũ khí thì bị lòi ra một cái một cái hồ sơ nữa tức là cái hồ sơ này là cái hồ sơ lại quả tức là bên phía Việt Nam đồng ý mua vũ khí của Mỹ nhưng mà khi mà ký kết những cái thương ký kết cái hợp đồng đó, đó thì những cái người đại diện để ký kết đó họ yêu cầu là các các hãng sản xuất các hãng mà bán vũ khí cho Việt Nam đó phải cho họ đã qua hoa hồng tới 25%. Và chính vì cái điều đó đó bên Mỹ họ không có chịu. Tức là quy độc những cái tài liệu khác đó đó không phải là từ Bloomberg thì nó mới nói là tại vì bên Mỹ không thể nào họ không thể nào cho cái tiền hoa hồng đó được họ họ không có nói là hối lộ mà họ nói rằng họ thực hiện cái việc đó không có được tại vì nó 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 sẽ vi phạm cái luật của Mỹ thành ra chính cái gì cái điều đó đó quý vị anh chị em cũng biết là sau đó đó cái đoàn đàm phán của bộ quốc phòng Việt Nam nó nó loại cái tin tức đó ra và họ công bố thẳng luôn và báo Nhật họ cũng đăng rồi các báo khác họ cũng đăng tức là bên Việt Nam đòi hỏi cái tiền nói theo kiểu mà bình dân của mình á là tiền cò đó đại khái là đá cò hết 25 phần trăm mấy người Mỹ nó mấy người Mỹ nó nó đâu được ở à, sao bán được thì thành ra quý vị thấy là cái cái việc mà đàm phán mua vũ khí của mỹ nó không có thành thì các bạn thấy là sau đó là chính ông nguyễn phú trọng à trong cái khi mà vừa bắt đầu lên nắm chức uh, chủ tịch uh, thì cái chuyến mà đi nga vừa rồi thì ông nguyễn phú trọng đã mua một cái số lượng vũ khí nó lên tới một tỷ hơn tức là khoảng một tỷ mấy đô la đó tức là việt nam lại ký hợp đồng mua thì uh, thì quy nhắc lại cái chuyện này để cho quý vị biết á, là cái chuyến công du của ông Donald Trump mà khi mà ông đến Hà Nội vừa rồi đó để dự hội nghị APEC á, thì ông Donald Trump á, là đã thúc giục Việt Nam là phải mua nhiều hàng hóa của Mỹ hơn tại vì trước đó khi mà trong tháng 3, tháng 3 trong năm 2017 là Mỹ đã nói rằng là Việt Nam cần phải đẩy mạnh lại cái cán cân thương mại tức là cái việc mà mua đồ của Mỹ rồi Mỹ nhập khẩu đồ của Việt Nam phải được cân bằng thì chính vì điều đó, đó Mỹ cũng đã thúc giục là Việt Nam phải mua vũ khí. thì à, thì à, cái cái vấn đề đó trên cái hãng tin Bloomberg đó họ bình luận như thế này: Việt Nam đó, mà nếu mà mua nhiều cái hàng hóa của Mỹ hơn á thì nó kỳ vọng á nó sẽ giúp làm giảm nhẹ cái căng thẳng với lại chính quyền của Tổng thống Donald Trump hơn. và ngoài, ngoài ra đó theo cái nhận định của hãng tin Plumpet đó thì ở trong các mối quan hệ kinh tế và chiến lược á với mỹ á nếu mà việt nam giữ được cái quan hệ kinh tế chiến lược hiện tại với mỹ mà tăng nhiều lên nữa đó thì sẽ giúp cho việt nam giảm bớt cái sự phụ thuộc vào trung quốc và cái quốc cái trung quốc là một trong những cái quốc gia là đối tác thương mại lớn nhất của việt nam nhưng nếu trong thời điểm hiện tại bây giờ trong cái cơ hội này nếu mà việt nam à chơi nhiều hơn với Mỹ nữa tức là mà về cái vấn đề thương mại thì trên Bloomberg nó nhận định rằng đó Mỹ sẽ giúp cho Việt Nam bớt lệ thuộc vào trong Trung Cộng nhiều hơn cái đó là quốc tế người ta bình luận như vậy nhưng mà chúng ta là người Việt Nam thì chúng ta hãy chờ xem như anh chị em thấy à, và trên Bloomberg thì họ cũng nói nếu mà Việt Nam tăng cường cái quan hệ cái về vấn đề mà quốc phòng đó mà mà mạnh hơn nữa đối với lại Mỹ đó thì lúc này đó nó sẽ gây một cái sức ép rất là lớn và nó khiến cho Việt Nam đó Việt Nam là một cái nước đang cần phải khôn khéo ở trong cái vấn đề gia chạm ở trên biển đông thành ra đó những cái tuyên bố chủ quyền của Bắc Kinh về vấn đề biển đông đó nếu mà Việt Nam mà gần quá với Mỹ á thì nó cũng hơi khó xử cho phía việt nam bởi vì cái ý thức hệ của việt nam hồi nào giờ là nghiêng về phía trung quốc thì người ta cũng đưa nhận định đại khái tất cả về vấn đề kinh tế và quân sự thì họ đưa ra nhận định rằng nếu mà bên phía việt nam mà chơi nhiều hơn với mỹ đó thì sẽ bớt lệ thuộc vào trong trung quốc và ông nguyễn xuân phúc thì ổng trả lời phỏng vấn thì ổng mới nói rằng là tôi tin rằng chúng tôi có mối quan hệ thương mại tốt với cả mỹ và trung quốc luôn và à khi mà họ hỏi như vậy thì ông phúc ổng cũng nói rằng là hai cái đối tác này tức là mỹ và trung quốc đó Đều quan trọng như nhau đối với việt nam thì quý vị cũng biết là có nhiều cái tờ báo khác rồi giống như cái nhận định của quy thì quy mới nói là việt nam đang đu dây việt nam chơi trò đu dây mà ngã qua ngã lại đó tức là bây giờ hỏi việt nam là bên nào thì việt nam cũng giống như cái bài ngày xưa mà stalin hỏi ông hồ vậy đó bên này bên này là tư bản bên này là bên này là giai cấp bần của nông ông chọn bên nào ông hồ chui vô ngồi cửa giữa đó thì cái thế của việt nam hiện tại bây giờ cũng vậy à, quý vị anh chị em thấy đó thì à, đó là lời của ông ông nguyễn xuân phúc ổng 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 nói chuyện với plumbert đó quý vị có thể đọc được cái bài này thì ông phúc ông mới nhận định là ở trên này nó có nguyên cả một cái video để mà phỏng vấn ông nguyễn xuân phúc uh, ở trên này uh, và cái video này là hãng tin plumpet nó đưa lên quý vị anh chị em có thể coi uh, trên cái bài này uh, nghe được bằng tiếng việt luôn đó ở trên này họ có đưa ra thì uh, cái nhận định như vậy tức là khi mà ông phúc ông mới nói rằng á là uh, cái 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 hội dẫn lời lại đó tức là ông ta coi ông ta Việt Nam coi giữa Mỹ với Trung Quốc thằng nào bên nào cũng quan trọng giống nhau á Mỹ hay Trung Quốc gì cũng quan trọng hết đó đó là một trong những cái 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 Việt Nam muốn giữ được cái hòa khí giống như giữ được cái khẩu cái 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 tình hữu nghị rồi và ở trong cái bản tin là Um, đó là một vài cái tin liên quan đến Việt Nam Vì chúng ta cũng biết là trong cái chuyến đi kỳ này thì bên phía báo chí Việt Nam họ không có đề cập nhiều đến cái vấn đề là Việt Nam phải có một cái uh, một cái uh, trong cái 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 ngày uh, 22 này uh, Việt Nam phải có cái báo cáo định kỳ về nhân quyền ở tại uh, trụ sở của um, Liên Hiệp Quốc ở tại Geneva uh, À, thì à, bên phía việt nam họ cũng có đề cập tới nhưng mà chúng ta biết chắc chắn một điều rằng á, là trong cái phiên này đó là việt nam phải đang đối đầu với những cái cáo buộc và quý vị biết là bên lề của cái à, diễn đàn kinh tế thế giới thì cái vấn đề về nhân quyền của toàn cầu nó cũng được đề cập tới trong đó thì việt nam chúng ta có chút xíu à nó rất là nhỏ à, nhưng mà à, bây giờ đó cái quốc gia việt nam đó tự nhiên nó lại được nổi lên ở trong cái vùng đông nam á bởi vì cái yếu tố biển đông cái yếu tố biển đông, cái cuộc cái căng thẳng giữa à, Trung cộng và Đài Loan, cái căng thẳng giữa tranh chấp các biển đảo, thì cái tên của Việt Nam được nhắc đi nhắc lại liên tục và cái cái ý thức hệ chung với lại cộng sản Trung cộng nó nằm ở bên cái lề đó đó, thì khi mà nhắc đến cái yếu tố những cái nhà đầu tư nước ngoài họ lại lôi cái tên Việt Nam ra họ nhắc, thì chúng ta cũng biết là ở à, đất nước của chúng ta đó có cái sự cai trị của cái chế độ độc đảng và cái ý thức hệ của chính quyền cộng sản đó, nó gần với cái ý thức hệ của trung cộng và họ gần giống như là bạn với trung cộng nhiều hơn thành ra đó khi mà các quốc gia tư bản đó, nó muốn chọn việt nam nó cũng có những cái nó ngập ngừng dữ lắm tại vì nó phải đón cái, cái 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 đối trọng nó 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 phải đón cái phản ứng của phía nhà cầm quyền việt nam nhiều hơn lỡ nó đầu tư vô việt nam mà việt nam lại là sân sau của trung cộng thì các nhà đầu tư họ cũng khó thành ra cái yếu tố mà mà độc đảng cái yếu tố độc đảng nó làm cho việt nam không có thể phát triển được là bởi vì họ ngại cái quốc gia cộng sản họ rất là ngại việt nam chúng ta thì chỉ có cái vấn đề là yếu tố là nhân công giá rẻ thôi đó là đó là cái nhận định của Uy. à, đó là một vài cái tin như vậy rồi à, đó là hai cái tin liên quan đến việt nam giống như là cái um, cái cái bản tin quốc tế nó đưa lên rồi bây giờ chúng ta quay qua một cái tin nữa cái tin này liên quan đến uh, Trung cộng và đặc biệt là cái vấn đề của tập đoàn hữu quầy thì quý vị cũng biết là tập đoàn hữu quầy thì mới đây thì chính uh, giám đốc uh, cái người sáng lập tập đoàn hữu quầy thì cũng đã gửi một cái bức thư cho các nhân viên và nói rằng đó uh, hữu quầy sẽ có những cái khó khăn ở trong năm 10 năm tới mọi quý vị biết đó à, nó có một cái tầm quan trọng rất là dữ dằn khiến cho trung cộng phải quy động cả một cái hệ thống chính trị và trong cái vấn đề mà Canada đấy thì các bạn cũng biết đó, là mới đây nữa trung cộng có một cái có một cái phản ứng mà hồi trước đây đã hù rồi chứ gì bây giờ còn đe dọa luôn đe dọa luôn nghe không Họ mới nói rằng đó ở trên hãng tin AP mới đưa lên nè à, Đây là ông đại sứ của à, Trung Quốc Ở tại Canada Ông mới cảnh báo Canada đó là Canada không có được quyền Trung Quốc cảnh báo đó là Canada mà nếu mà còn hợp tác với các đồng minh mà để tẩy chai hữu quậy á Canada sẽ nhận một cái hậu quả khung lường Sẽ nhận được cái sự đáp trả từ phía chính quyền Bắc Kinh quý vị anh chị em biết không tay mà nói mạnh miệng lắm đó nếu mà coi cái video đó tức là mạnh luôn đó phải không là họ mới nói rằng á bên phía trung quốc mới nói đó là ông đại sứ trung quốc ở tại canada ông mới nói như thế này cảnh báo luôn hòa ninh đó nha cảnh báo chính phủ canada là phải ngừng hợp tác quốc tế phải không với những cái quốc gia đồng minh để tạo ra cái mối thù ổng nói như vậy đó tức là tạo ra thâm thù với trung quốc luôn và nếu sẽ trả đũa canada phải đáp trả canada nếu mà nếu nếu mà canada mà cấm hủ quầy vì cái lý do an ninh tức là nói thẳng luôn đó nếu canada mà cấm hủ quầy trung quốc sẽ đáp trả yêu cầu canada là không được hợp tác với mấy quốc gia đồng minh hù rất là mạnh đại sứ Lu Lucy, đó thì ông cho biết á, là nếu mà ông nói đó là tại vì tuần tuần tới này đó, cái cái trong trong cái tuần này đó là sẽ có một cái diễn đàn kinh tế thế giới ở tại Davos, thụy sĩ và quý vị anh chị em cũng biết là ông đại sứ Trung Quốc á, ông mới nói đó hy vọng là Canada phải suy nghĩ hai lần trước khi thực hiện bất kỳ cái hành động nào phải không phải không Trung Quốc sẽ không bị cô lập trong cộng đồng quốc tế và sẽ không dao động mà vị trí của chúng tôi á đây là sự phản đối của một quốc gia đó ghê okay chưa đó là cái tiếng cảnh báo từ phía trung cộng đó, trung quốc sẽ không bị cô lập luôn mà cảnh báo canada luôn trung quốc sẽ đáp trả canada nếu mà canada cấm bất kỳ cái gì ở hữu Quầy và phải suy nghĩ hai lần trước khi mà canada phát biểu ghê không bắt đầu cái này là lấy lại cái câu của ông mỹ hôm bữa nó giết á ha trung quốc phải suy nghĩ hai lần trước khi mà muốn uống lưỡi bảy lần trước khi mà nói mà muốn tấn công tàu mỹ á thì bữa nay ông đại sứ của trung quốc Ông đại sứ của Trung Quốc á bắt đầu khẹt Canada. Đây ở trên quý vị có thể đọc cái tin này trên hãng tin AFP. Ông mới nói là ở trong này có nói nè. We hope Canada think twice before making any action. Phải không? Tức là tôi á tụi tụi tôi là hy vọng là đó Canada phải suy nghĩ hai lần trước khi mà tạo ra bất kỳ một cái hành động nào. Đó mình dịch theo kiểu vậy. Nè đúng nguyên văn vậy luôn á. Hả không? Tao hy vọng là tụi mày suy nghĩ Đây nè We Hope We Hope Canada nè Things Twice before Making any actions Lucy à, Lu say. Đó là tức là ông đại sứ Lu Nói vậy đó Canada phải suy nghĩ nha Và Trung Quốc á, China will not uh, Trung Quốc sẽ sẽ không bao giờ bị cô lập tức là không có 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 có, có isolate tức là không có bị cô lập ở trên cái cộng đồng quốc tế và tụi tôi sẽ không bao giờ mà bị khuất phục bất kỳ cái làn sóng nào Đúng không đơn giản là bởi vì đó là đó là phía phía cái lời tuyên bố của phía trung phía ông đại sứ trung quốc thì sau khi ông đại sứ tiêu trung quốc tuyên bố cái này bắt đầu đến ông canada nè ha đến ông canada mà kỳ này không có phải ông đại sứ nói gì kỳ này không phải ông bộ trưởng nữa mà ông trudeau À, ông, ông đẹp trai á ông đẹp trai của canada ông đẹp trai canada đây đó không canada đó đây 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 ông đẹp trai nè bắt đầu đến ông đẹp trai lên tiếng nè thì à, thủ tướng à, justin Trudeau, ông mới nói về cái vấn đề này là cái vụ mà phi của hữu ấy đó thì ở canada đó canada bác bỏ, đích thân thủ tướng canada nói nha canada bác bỏ những cái cảnh báo của trung quốc tức là mày bất sàm đi đó phải không tức là canada ơi sim đừng có mày đừng có cảnh báo kiểu đó đừng có hồ mình nói theo kiểu bình dân nói cho quý vị dễ hiểu là như vậy dịch qua văn nghe mệt lắm canada bác bỏ cảnh báo trung quốc nói đại khái là canada tuyên bố là trung quốc đừng có hồ về những cái hiệu ghê lắm bên phía trung cộng họ xài cái chữ ghê lắm hậu quả tiềm tàng coi như là hậu quả khốn lường á Canada mà cài chớn là sẽ nhận cái hậu quả khôn lường thì ông ông thủ tướng ông Justin Trudeau ông mới nói là à, không có vụ đó đâu Đấy không nè quyết định của Canada về vấn đề mạng đích thân luôn nha thủ tướng Canada mới nói là mạng 5G tức là mạng 5G đàng hoàng ok thì ông Trudeau á ông mới lên ông mới nói đó là cộng đồng ở trên toàn cái thế giới này nó phải quan tâm đến việc đến việc đó là Trung cộng đang đang hả gọi là à, liên kết những cái tổ chức đó, phải không và bắt những cái người nước ngoài vì cái lợi ích riêng tư của một cái công ty của Trung Quốc tức là Thủ tướng Canada với, mới phản bác lại cái vấn đề đó và Thủ tướng Canada mới nói rằng đó là cộng đồng quốc tế phải để ý là Trung Quốc nè phải không? Vì cái vấn đề của một cái công ty mà lại đi bắt giữ người một cách trái phép phải không? Giam giữ người vì cái lợi ích riêng tư của một cái tập đoàn của Trung Quốc Phải không? Và Canada đó, Ottawa đó sẽ quyết định là đẩy lui cái 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 cái, cái những cái cái vấn đề mà lơ tơ mơ về cái vấn đề truyền thông và phải làm rõ cái vấn đề này ra rồi à, um, thì uh, và khi mà ông trên trên uh, uh, ông, ông trudeau ổng cho biết là ổng cảnh báo trung quốc luôn nhưng mà cái vấn đề mà lên tiếng của thủ tướng canada đó nó không có ảnh hưởng đến cái chuyện mà quyết định là có nên cấm công ty diễn thông hữu quầy hay không Thấy không? Hai cái vấn đề nó khác nhau Tức là một mặt á, là bề về phía thủ tướng Thủ tướng nói rằng á, Trung Quốc đừng có cảnh báo cái kiểu đó Nhưng mà còn cái chuyện mà quyết định á, Là để có cho tiếp tục á, là cái mạng cái, cái cái cái, cái tập đoàn hữu quầy có phát triển ở tại Canada hay không á, Nó lại là một cái phát triển cái thế hệ 5G á, 5G á, ở tại Canada hay không Nó là một cái chuyện khác Đó À, và chung cộng á trộn lẫn hai cái thứ này lại với nhau, tức là lợi ích về thương mại và bắt bỏ tù một cái công dân từ một quốc gia khác, phải không? Và đây là một cái điều mà nó rất là nó không có giống ai hết á, tức là một cái hành động một hành động vô pháp. Tức là tờ, tờ, thủ tướng Canada nói như vậy đó. Và cái điều đó đó là ông ông mới nói rằng chính cái điều đó mới là cái điều mà ông bận tâm tại vì cái vấn đề nào nó ra vấn đề đó và chính canada là một cái quốc gia tam quyền phân lập và chính thủ tướng á, là thủ tướng không có cái quyền để mà can thiệp vô tòa án hay không nhưng mà cái chuyện trung cộng bắt giữ một cái người canada vì dùng cái người canada đó để áp lực rằng á, bắt buộc cái tòa án canada mà để thả cái bà cái bà phó chủ tịch của tập đoàn hữu quầy nó là cái điều rất là kỳ cục nó không có đúng như vậy. Và ờ uh, và họ những cái bình luận của chính phủ á và cái 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 phát biểu của chính phủ đó thì trên báo này nó nói rằng nó không nó nó không phải là cái quyết định, nó không phải là cái sự quyết định của chính phủ Canada đối với tập đoàn Huawei nhưng mà quý vị anh chị em cũng biết là ngay cả đến cái người đứng đầu tức là cái ông ông thủ tướng ông đứng đầu đó và bên phía trung quốc á, thì họ cố tình họ muốn rằng á, là cái sự phát ngôn chính thức từ chính quyền của canada về vấn đề hữu quầy nhưng mà đến bây giờ đó họ vẫn chưa nhận được cái chuyện đó thành ra họ cứ đưa ra cảnh báo liên tục thì bắt buộc á, thủ tướng canada ổng phải lên tiếng về vấn đề đó ổng mới nói rằng á, Quý vị biết là trước đây đó thì Thủ tướng Canada ông Justin Trudeau Ông cũng đã từng nói rồi Ông mới nói là cái vấn đề tòa án có quyết định cái chuyện bà Mạnh Vãn Chu thả hay bắt nó không phải là quyết định của Thủ tướng Thì đó là cái cái thông tin mà quý vị anh chị em thấy Rồi à, nó Đó là cái chuyện cập nhật về cái vấn đề của tập đoàn Hữu Huy. Rồi bây giờ đến chuyển qua đến Nhật Bổn À, Nhật Bổn thì bây giờ cái này ở trên cái Taiwan News, nhưng mà ở trên cái bản tin tiếng Hoa thì trong bản tin tiếng Hoa này nó cũng quan trọng lắm. Cái bản tin tiếng Hoa này đó quý vị biết là chúng ta tưởng đâu là cái chiến lược giành đai một giành đai một con đường của của Trung cộng ở bên Châu Phi ngon lành nè. Cái bản tin này nó đưa lên đó, là trong cái ngày hôm nay đó là cái này một cái điều mà quy cũng thấy rất là bất ngờ đó khi mà chung khi mà nhật bổn nhật bổn đập thẳng luôn và trên cái tờ báo này họ chỉ thẳng luôn họ mới đưa ra một cái bài bình luận quý vị biết á là à, nhật đối đầu cái chiến lược mà vành một vành đai một con đường phải không tập đoàn toyota của nhật á đi đầu trong cái việc đầu tư vô cảng angola của châu phi tức là nói theo một hình thức khác đó, tức là nhật không có cho trung cộng nhảy vô tiếp mà quý vị biết đó, cái chiến lược giành đai con đường của trung cộng tự nhiên bây giờ nó tập cận bình bị da beo họ đi tới ba kích tăng bây giờ đụng cái đám hồi cái đám cái đám tuổi đối lập nó tấn công xong xuôi nhảy qua quốc gia này bị một cục nó không có được nói liền nó không có suôn sẻ bây giờ tự nhiên ở đâu ông toyota ông nhảy vô ổng đòi đầu tư vô angola thì ở trên cái tờ kenya Kenzai á nó mới đưa lên đó là tập đoàn Toyota của Nhật Bản và ngân hàng hợp tác quốc tế của Nhật sẽ hợp tác đầu tư 70 tỷ yên vô trong cái cảng ở tại Angola ở châu Phi và để chống lại cái chiến lược một vành đai một con đường của Trung của Trung Cộng <laughs> báo Đài Loan đưa tin như vậy thì ở trên cái tờ Japan Economics News nó cũng nói là Toyota Group và cái ngân hàng GBIC tức là ngân hàng Nhật Bản hợp tác phát triển quốc tắc quốc tế đó thì uh, um, đầu tư 70 tỷ yên vào trong cái một cái cảng biển ở tại Angola và trong cái bài báo này họ nói rằng là chống lại cái chiến lược giành đai một con đường của Trung Cộng khi mà họ đầu tư quyết định đầu tư vô cảng biển Angola, quý vị biết là một quốc gia nghèo ở bên châu Phi, họ cũng họ họ cũng cũng là một cái quốc gia không 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 có khá lắm. Và trong cái báo cáo đó trong cái báo cáo này là sẽ phát triển cái bến cảng này và tập đoàn Toyota uh, suso thì nó là một cái công ty con của Toyota Nhật Bản. Và họ liên kết với cái 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 uh, ngân hàng phát triển quốc tế chịu trách nhiệm là sẽ cung cấp cho chính phủ Angola 70 tỷ yên sử dụng những cái thiết bị của Nhật Bản và xây dựng luôn hai cái cụm cảng ở tại Angola và theo cái báo cáo là phía Nhật Bản sẽ cung cấp luôn cả bảo hiểm đầu tư và xuất khẩu luôn để giảm cái 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 tức là họ gần giống như là bao từ A đến Z luôn đến cả kể cả vấn đề về bảo hiểm và ở trong cái tờ báo này nó nói là thì angola là một trong những nhà một trong những cái nơi mà sản xuất cái lượng dầu mỏ đó nổi tiếng ở châu phi và khi mà họ tăng cường được thêm cái vấn đề mà đào thêm những cái mỏ quặng sắt nữa đó thì nếu mà nhật bổn mà đầu tư thêm mà xây dựng được cái cảng này khi mà toyota mà đầu tư xây cái cảng này đó thì theo cái phân tích báo cáo đó À, họ mới nói rằng là Tập Cận Bình nó sử dụng kế hoạch một vành đai một con đường để đầu tư mạnh vô các dự án cơ sở hạ tầng ở tại châu Phi à, Nhưng mà cái điều này đó nó giống như là các quốc gia khác đó nó dần dần giống như Mozambique hay là Kenya Thì những cái quốc gia đó hiện tại bây giờ đang bị ở trong cái gài bẫy nợ của Trung Cộng Và những cái quốc gia đó họ đang nợ Trung Cộng như chú trộm quý vị cho em biết không bây giờ tự nhiên ở đâu ông nhật bổn ổng nhảy vô cái angola ổng chơi cái đầu tư cảng biển rồi tập cận bình xanh mặt đó quý vị thấy không nó là cái động thái mà để quý vị quan quan sát á và nhật bản bây giờ là nhật bản lên tiếng rất là mạnh khi mà ông tập cận bình hồi đầu năm ông tập cận bình Khét hàng đài loan một cái bây giờ nhật bổn mà tự động bây giờ nhật bổn chỉ đích danh luôn nhật bổn mới vừa đây bộ trưởng bộ quốc phòng mới vừa kêu gọi là mỹ phải hợp tác với nhật chống lại cái chuyện hacker xâm nhập về mạng của Trung Cộng và bây giờ còn tăng cường thêm những cái chiến hạm để mà tập trận với Mỹ rồi mua thêm vũ khí của Mỹ từ đây cho đến năm 30 luôn 2030 Nhật Bổn sẽ tăng cường tiếp tục mua vũ khí của Mỹ quý vị anh chị em thấy và kể cả trong cái giới truyền thông của Nhật Bổn rồi các nhà đứng đầu các người, người phân tích chính trị ở tại cái chính trường của Nhật Bổn họ ủng hộ cái vấn đề là nếu mà Nhật khi mà Đài Loan bị xâm phạm thì cái an ninh của Nhật Bản cũng không được thành ra họ còn yêu cầu rằng họ phải tăng cường đối với lại với lại cho Trung Cộng nữa thì các bạn cũng biết là Nhật Bản khi mà dò chờ giọt thẳng với Angola như vậy bảo đảm nó sẽ là gây mất lòng với Tập Cận Bình cái chắc luôn mà cái này đối đầu thẳng luôn á đó. đó là cái tin này cũng rất là quan trọng nha nhưng mà ở trên cái tờ báo này á ở trên cái tờ uh, Taiwan News với lại ở trên cái tờ Japan Economics News á thì họ cũng không có nói nhiều lắm nhưng mà họ chỉ đưa cái thông tin cái chi tiết à uh, cho cho mình biết được rằng đó là Nhật Bản đang muốn chơi cái vụ giành đai con đường của Trung Cộng. Rồi, thì uh, đó là cái tin uh, cái tin mà 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 về cái cái vấn đề của trung cộng và vấn đề của tập đoàn hữu rồi xong xuôi rồi bây giờ trước khi chia tay thì cái tin này nó hơi liên quan đến giải trí tại vì đây là thần tượng của tôi ok quý vị mà coi phim kẻ quỷ diệt với lại rambo đúng không steven uh, stallone đó... <laughs> steven uh, stallone với lại ông um... À, ông mà thờ, cụ thống đốc của tiểu bang California kẻ quỷ diệt á ha tẹt hai á thì cái nhà cái ông cái ông mà là cái nhà sản xuất á, cái người mà đứng ra sản xuất những cái bộ phim Rambo rồi à, thật á thì cái ông đó bữa nay ông qua đời ông qua đời vào 7 tuổi 74 hai à, hai cái ông anh hùng thì ông này á, cái gốc của ông là người Hungary chứ ổng không phải ổng Hungary rồi ổng cũng là nạn nhân của chiến tranh đó um, rồi uh, tị nạn rồi cũng đi đến với Mỹ đế thì ổng vừa qua đời ở tại nước nhà của ổng tức là quê nhà đó là tại Hungary tuổi 74 ở trên sao Channel Morning Post nó có đăng cái tin này đó là cái ông này là cái ông sản xuất phim Rambo với Terminator nè ổng tên là ông Andy Vanna ổng chết uh, tuổi uh, 73 à ừ à, à, Adnan uh, uh, Swift uh, uh, đó đúng rồi kẻ quỷ diệt á mình khoái lắm Die Ho Die Ha cũng ông này làm luôn đó ông này là cũng là cái nhà sản xuất phim Die Ho đó uh, Bruce Will đó Thapminato đó um, ông ông này ông qua đời và trong cái cái thông tin mà quy coi được ở trên South Channel Morning Post đó, thì có một cái chi tiết mà hồi nào giờ quy không có để ý đó là ông này ông được đẻ ra ở tại thủ đô Hungary và năm 1944 xong rồi um, uh, gia đình của ổng là chạy ra coi như là chạy tị nạn ra khỏi Hungary sau sau một cái cuộc nổi dậy đó lúc mà quân đội quân đội của Liên Xô à, tức là cái thời kỳ mà chiếm đóng xã hội chủ nghĩa nó năm 1956 đó thì gia đình của ổng là cái người tị nạn rồi ổng từng sống ở Hồng Kông rồi sau đó ổng mới đi đến Canada trước khi mà ổng đi đến mỹ từng ổng sống ở ở Hồng công rồi ổng mới đi đến canada và sau đó mới đến mỹ và ổng bắt đầu ổng bắt tay vô ổng làm ổng phát triển uh, về cái ngành điện ảnh và sau đó cái ổng hợp tác với nhiều cái công ty khác thành ra là ông um, ông uh, ông này là là một trong những cái nhà sản xuất phim uh, mà phim cũng thuộc dạng phim bơm tấn không đó bản năng cái phim mà bản năng gốc á bản năng cơ bản rồi um, total recall rồi uh, angel hết rồi đó mấy cái phim đó quy thích vì có coi đó thì um, toàn là toàn là những cái phim mà của những cái thời 90 này kia mình coi mình mê lắm rambo đặc biệt là cái series phim rambo thì uh, đó là cái tin um, sơ bộ là như vậy uh, để cho quý vị anh em um, cập nhật một số tin vậy thôi rồi quy à, uh, tạm chia tay mọi người à, trong cái phần mà cập nhật những cái tin thế giới giống như là có một vài cái tin thế giới mà tin tức thế giới nó có liên quan đến những cái vấn đề mà quý vị trên cái diễn đàn của quy quan tâm nha thì quy um, tạm chia tay mọi người và quy sẽ quay trở lại với một cái livestream thứ hai à, mình sẽ có những cái bình luận về các vấn đề nổi trội hiện tại của việt nam thì quy uh, xin uh, tạm chia tay mọi người và xin quay trở lại cùng với quý vị trong dòng uh, chắc quý vị phải cho quy cỡ chừng 10 phút à, quy đọc một số bài à, cập nhật nữa thì quy sẽ quay trở lại à, cùng với quý vị hôm nay cái à, cái cổ của mình nó bắt đầu cái hơi nó bắt đầu nó cũng à, à, nói chút xíu bắt đầu cái hơi cái cổ bắt đầu nó cũng rác rồi à, thì à, quy sẽ quay trở lại cùng với lại quý vị à, trong một cái bản tin về các à, cái tình hình của việt nam à, xin chào và xin hẹn gặp lại quý vị quý vị giúp quy bằng cách chia sẻ cái video này giống như là quý vị nào chưa bấm nút theo dõi à nút surprise ở trên video trên YouTube là 10 TV à, thì quý vị giúp cho Uy bấm cái đó chia sẻ và xin quay trở lại cùng với mọi người. Xin chào và xin hẹn gặp lại quý vị. Bye bye. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Hãy bấm đăng ký và bấm vào cái chuông để cập nhật tin mới nhất.